Uầy, các bạn ơi, kênh Black Vai Official có biến thật rồi. Tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là chuyên mục những cái channel mà tôi đã đăng ký. Bình thường nó sẽ phải hiện ra rất là nhiều những cái video khác nhau ở đây của những cái channel khác nhau mà tôi đăng ký. Nhưng không, hiện tại nó chỉ hiện mỗi của Black Vai thôi các bạn ạ. Các bạn nhìn này, toàn bộ là của Black Vai. Chứng tỏ đã có một cái lượng video cực lớn đã được công khai trên kênh Black Vai. Và đây đây đây, các bạn thấy không? Đây này. Đấy, tôi phải kéo xuống dưới như thế này thì nó mới hiện ra thêm nhá. Và đây, tôi sẽ vào kênh Black Vai. Tôi không thể tìm được những cái video vai mà lâu lâu rồi. Đây này, lại còn có video đăng vào 31 phút này, xong những video 1 năm trước ấy. Tôi biết là dạo gần đây Black Vai đang có những cái vấn đề nhất định. Bản thân tôi cũng vậy thôi, nên là tôi rất là hiểu được cái vấn đề đó của Black Vai. Nhưng mà sau khi mà tôi thấy có cái điều lạ lùng ấy, thế nên là tôi đã phải vào ngay. Đây các bạn nhìn đây này, video này đăng 34 phút trước này, video này đăng 36 phút trước này, 34 phút trước này. Đây này, rồi một loạt những cái livestream được đăng tải lên này. Đây, nhiều lắm luôn đấy, đây, cực kỳ nhiều luôn đây này. Rồi lại toàn video đăng 36 phút trước, rồi 9 tháng rồi 2 ngày đấy. Đây. Bắt đầu từ cái đoạn này tôi thấy là video là bắt đầu là trở lại bình thường rồi. Nhưng mà tôi đang không hiểu được là cái đống video này từ đâu nó lại xuất hiện lên nhỉ? Hay là Black Vai đã cho công khai tất cả những cái video này lên? Cái này thì tôi cũng không thể biết được, tại vì đây là chuyên mục video đã tải lên rồi, tức là những video này đã được tải lên cách đây 1 năm rồi. Có thể là đến hiện tại thì bắt đầu là cho video nó công khai, đúng không? Tôi hy vọng rằng kênh channel Black Vai này sẽ không bị hack hay là bị bất kỳ một cái lý do gì. Tại vì nó có một cái vấn đề nó lạ lắm. Đây này, nó mất đi cả cái ảnh bìa nhá, nó mất đi cả những cái mục ở đây này. Đây là những cái mục này. Ngày xưa là khi mà vào cái channel Black Vai là các bạn sẽ phải thấy là có rất là nhiều mục video tải lên, video nhiều view nhất đấy, video phổ biến nhất, rồi các cái Black Vai, rồi lại còn có cả cái những cái phim ngắn nữa, đúng không? Nhưng bây giờ chỉ có một mục thôi. Tôi hy vọng rằng kênh Black Vai vẫn bình thường nhá, tại vì thú thực là tôi cũng là một người rất là thích xem vai của Black Vai đấy, rất là vui. Tất nhiên là sau một quãng thời gian thì cái lượng ý tưởng cũng như là cái nguồn năng lượng trong mỗi con người nó phải cạn kiệt đi, mà thế nên là có thể là cái chất lượng của cái vai hiện tại nó không được tốt như ngày xưa. Tôi đọc comment thì thấy rất là nhiều bạn nói như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói với mọi người như thế này, nếu như các bạn cảm thấy rằng nội dung của Black Vai đang chưa được tốt, tôi nghĩ các bạn nên đóng góp ý tưởng cũng như là nói cho mọi người, nói cho những cái thành viên trong Black Vai biết rằng nó đang chưa tốt ở điểm gì để người ta cải thiện. Tôi nghĩ là các bạn không nên chê bai đâu. Các bạn nói những cái câu như là Black Vai mất chất, nhạt nhẽo, nó chả giải quyết được cái vấn đề gì cả, mà lại còn làm tổn thương những cái người đã từng làm những cái video vui vẻ để cho các bạn xem. Thật sự tôi cảm thấy những cái câu nói như thế nó rất là vô tình và nó không giúp ích được. Đó, thế nên là ok, nếu mà có vấn đề gì thì các bạn hãy góp ý và để ủng hộ để cho Black Vai có thể comeback trở lại mạnh mẽ hơn, đúng không? Ai cũng sẽ có một cái quãng thời gian nó bị trùng xuống như thế này. Đấy, nhưng mà ok, nó sẽ bật lại thôi. Tôi tin là như vậy. Thì đây là một cái video ngắn, không hiểu là tại sao Black Vai lại bị như thế này. Thì tôi làm video này đăng lên để hỏi mọi người. Nếu ai có thông tin gì thì có thể comment ở bên dưới. Và tôi hy vọng rằng là Black Vai kênh này, đúng không? Channel Black Vai sẽ bình an vô sự, không làm sao hết nhá. Tại vì tôi rất là yêu quý họ. Ok. Bye.